Lên thoải mái. Bên kia là sắt luôn. Cái mới. Cái này có tiền. 800.
Buộc chắc thế nhỉ. Được à? Con 32. 32. Mình thích quay nó xuống. Đẹp ít nhỉ. Không được quá. 34. 34. 34 5. 34 5. 34. Bà ba này, bà này, bà yếu chứ, bà ít này, đấy, bà
32 nhỉ. Đây dưới là 32. Đây 34. Đây 32. Đây thì 37. Cục này. Cái 34. 34. 32. 37. Đây toàn đồ 3 đây nhỉ. Toàn đồ 3. Để ngang dưới. Nhiệm 1 thôi, bây giờ 4 4, 7 4 này 3, 7 5, 6, 7 8, 9, 10 11, 12, 13 13 Viết 3 Bích 13, viết 13 luôn. Một tạ. Một tạ. Một tạ đi 5 cân. Giá 10 1 triệu 3 Nhiệm 1 triệu 3 10 300 tròn, giá 10 thì 1 triệu 303 350 350 1, 2, 3, 4 3 Ít này thôi nhé. Từ giờ cái này khi vào cũng là vào nhà thôi. Vào nhà. Ừ. Bảo 37 cân được đấy. Đi đặt vào nhà. 34 thôi. Cái này có chuột không? Cả cắn. Được không? Có với 2 con mà. Có một con chuột thôi nhỉ. Ừ. Nó mới ăn đấy, kỹ nó ăn vào nhiều lắm. Vì đấy. Rồi, cảm ơn nhá. Nào con đi ăn rồi.